Chào các bạn nhé. Thì hôm nay là kênh Nguyễn Lợi TV có qua Bắc Sơn. Thì qua tìm hiểu trên mạng, trên YouTube ấy, thì tôi cũng có biết là hiện tại là có một gia đình trên này rất là khổ. Và với bản thân tôi thì hôm nay tôi chỉ làm video này muốn chia sẻ lại một chút tình cảm, một chút tấm lòng mình đến với gia đình vợ chồng của anh. Thì bây giờ thì mời các bạn đi đến ngôi nhà đó và xem hoàn cảnh gia đình anh. Và tôi cũng muốn cho một chút, không có gì nhiều vì là tấm lòng đó các bạn nhé. Bây giờ là đây, còn mấy anh em là hiện tại đang mang đồ lên trên nhà cho anh chị nhé. Đấy thì gia đình anh chị hiện tại là sống ở trong một ngôi nhà như này các bạn nhé. Đấy, ngôi nhà cũng rất là khó khăn đây. Đấy thì hoàn cảnh của anh chị là người vợ là chân lại hơi yếu. Có nghĩa là cái sức lao động mình nói là bị thọt một chân đấy các bạn ạ. Đấy, còn anh chồng thì có một thân hình thì thật sự là cũng yếu. Nhưng mà cái căn bản nhất lại là cái vấn đề là suy nghĩ không được tích cực, đầu óc của mình gọi là hơi thiểu năng đấy các bạn ạ. Đấy cho nên là hai vợ chồng rất khó khăn trong việc lao động kiếm sống mà kiếm được một cái việc gì đó để nâng cao thu nhập. Cho nên hai vợ chồng rất là khó khăn. Đấy các bạn ạ, đây là toàn cảnh ngôi nhà của anh chị nhé. Đấy. Đấy thì một mình anh chị khác sống ở trên gần như là một mảnh đất đồi này các bạn ạ. Đấy thì bản thân hôm nay là tôi đến cũng không có mục đích gì hết, chỉ là chia sẻ cái chút lòng thành mình có, thấy hoàn cảnh gia đình họ khó khăn thì mình chia sẻ một chút thôi các bạn ạ. Thì bản thân hôm nay là mấy anh em đến đây ấy, thì cũng không báo trước gì đâu. Cũng tiện thể là có công việc đi qua thị trấn Bắc Sơn thì nghe đến hoàn cảnh của anh chị khó khăn thì anh em mua chút quà thôi các bạn nhé. Hôm nay có mấy anh em đến chồng này. Ngoài thành phố Lạng Sơn, hôm nay đi qua đây thì cũng chả có gì, mua được ít đồ. Đến biếu anh chị đấy. Một chút thôi, đi đây gạo. Hai vợ chồng đón nhận nhé, tấm lòng của các bác ấy. Đấy, chị đây là gạo. Đây là cảm ơn mình nhỉ. Cảm ơn cháu. Cháu ạ. Cảm ơn các bác đi. Đấy. Bác. Đấy. Không có gì đâu anh. Anh em thì đến hỗ trợ cũng như là đến thăm gia đình thôi, thăm gia đình tí thôi. Đây là các cháu này. Dạ 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 chị được ba được cả anh các chú nhá. Đấy thì ba cảnh thật sự đấy anh em xem. Nhà nhà chị được hai đứa hay là ba cháu? Cái này mấy một đứa thôi, còn cái này là hai cháu lên chơi nước. Lên chơi đúng không? Ở đây. Đấy, giường đây đúng không? Giường anh chị. Nhà này là mình chắc là cũng làm lâu chưa anh chị? Làm hơn năm rồi. Hơn năm rồi. Thế trước là mình ở nhà khác rồi đúng không? Vâng. Trước là khác thì nhà của chị. Đây là chắc cái là này căn nhà này mới xây dựng khang trang hơn đấy đúng không? Trước là còn ấy hơn đúng không? Trước thì nó còn rách nữa. Rách nữa đúng không? Thế này mưa thì nó vẫn vào. Cái này trời nếu mà nó sương mù ấy, nó như kiểu ngoài trời ấy. Bao trùm hết trong nhà này, ẩm ướt đấy. Thì đây có hai vợ chồng đứa con ngủ chung. Cái này thì mùa rét thì nó gió lắm nhỉ. Đây những cái này là đúng thật. Cái này là rất là gió luôn đấy. Mùa hè lùa đấy nhỉ. Gió lùa lắm. Cái này mà mùa hè hay mùa đông thì ngủ thì thôi lạnh thôi rồi luôn. Đúng rồi. Mùa hè thì mát, mùa hè nói thật là mát. Đấy vui là mát, mùa đông thì rất là lạnh luôn. Những cái đồ vật dụng. Đây là khu bếp của anh chị đây. Quanh ngoài đấy. Quanh quanh ngoài đây. Đây, ngoài này là khu vực Đây thì hôm nay anh em đi qua nghe tin anh chị khó khăn thì anh em có một chút tâm lòng đến gửi đến anh chị. Vâng. Đấy.
cảm ơn các em. Vâng, không có gì nhiều đâu anh chị ạ. Vâng, đấy thì được rồi. Đấy thì anh em anh chị sẽ cố gắng vượt qua cái lúc khó khăn này để phấn đấu phát triển tốt để các cháu sau này được có điều kiện tốt hơn. Vâng. Đấy thì cái đấy là cái mong muốn nhất của bọn em cũng như là những cái người theo dõi, những người khán giả người ta theo dõi kênh để biết. Rồi, bọn em có thêm một tí cái phần quà, không có nhiều. Kia là cái hôm nay bọn em mua đồ đến, còn cái này thì gọi là có một chút để giúp anh chị nhá. Vâng. Không có nhiều đâu, bọn em thì. Cảm ơn các em nhiều. À rồi, ok. Vâng. Các anh chị là có mấy cháu? Không, cảm ơn các anh nhé. Có một cháu rồi. Các cháu. Các anh. À, rồi, rồi, rồi. Anh em hiểu rồi. Không kiểu đó không bình thường ấy. À rồi, không có tung ấy. À rồi. À rồi. Rau này chuẩn bị nấu cơm trưa đây ạ. À đấy. Đấy, rau này rau rừng à? Rau bao, tự cái rau mọc hoang ấy. Rau mọc hoang. Không có tiền mua rau đâu. À đây. Xem nào. Ờ đúng rồi, cái rau bao mà cây rau bao. 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 Người ta bảo cây này ăn mất máu mà vẫn ăn đây này. À. Thế á? Ừ, ăn vào mình mất máu mà. Tại sao ở ngoài có nhiều cây dại ăn không không ấy mà đừng nhờ. Không có rau gì ăn phải ăn chứ biết làm nào được. Ừ, đúng, đúng là rau dại thật, mùi dại. Cây này anh thấy bảo ăn bị mất máu. À thế á? Cái quân đội ngày xưa ăn mà người ta cũng không dám ăn nhiều. À. Thấy là nó cũng khá là khó khăn nhỉ. Đúng rồi, nói chung là mà lại hai đứa con đúng không anh chị? Một đứa thôi. À một đứa thôi đúng không? Đấy. Còn thì hai cháu lên chơi. À hai cháu lên chơi. Anh em họ hàng nó lên chơi ở đây gần nó lên chơi. Thế hàng ngày là anh chị vẫn mình vẫn đi làm việc chứ đúng không? Vâng. Vẫn đi làm lao động nhưng mà vẫn đi làm động. Ở đây thì thứ nhất là cái thu nhập cũng như là cái bệnh tật thì nó cũng rất là khó đúng không? Đây là nghe em chị là vì cái vận động của mình hơi hơi kém chị nhỉ? Tức là một chân bên này mình bị ấy đúng không? Bên phải. Bên phải là nó bị đau hay là như nào? Nó có hơi tê tê, nó không nhấc đi nhìn được nhanh ấy. Không nhấc lên cao. Đây, đứng dậy đi cho các anh ấy xem. Ở đây đây. Phải thực tế, đi ra ngoài này, đi thẳng đây. Đi. Đấy. Đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy đi chân nó cũng hơi bị thiếu một chút. Vận động của chị là hơi khó đi. Nên là làm cái việc gì nó cũng hơi khó đúng không? Phải làm được cái việc nhẹ. Đấy đấy. Đúng. Đấy còn anh thì cũng nghe nói là mình vẫn đi làm nhưng mà công việc của mình là cũng không ổn định anh nhỉ. Đấy. Với lại cái công rất là thấp bởi vì anh công yếu. Là nước lên trên rừng. Đây nước ở đâu chị ơi? Đấy nước ở đâu đấy? Nước ở trên rừng, người ta sẽ bẻ ở trên. À, đấy nước thì mình có cái xô này rồi. Đúng không? Để rau bát lên. Đây là rau gì hả chị? Rau bao. Rau bao à? Dạ. Rau tên rau bao. Rau này là rau mình trồng hay là mình lấy ở đâu? Cái này ở trên nương mình có mình hái. À rau dại. Yeah. Rau dại. Nhà mình thì cũng thế đây rộng rất là rộng nhà mình có đất có nhiều. Là rau này là mình lấy ở trên nương thôi chứ không phải rau mình trồng. Chị rửa rau đây đúng không? Ừ. Ê, cái chị có cái món rau này vò cho nó ấy đúng không? Đúng là rau dại nhỉ? Rau dại mà. Thế là chị ngặt ở ngay cạnh nhà mình nhé. Ngặt ở trên nương. Ngặt ở trên nương hay ngay cạnh nhà chị? Cái rau này á? Đấy đây bạn đây là anh chồng của chị đây. Đấy. Rau bao đấy. Lốp ô tô, cái này là đi xin được hả chị? Cái này là mâm đấy phải không? Đây là mâm, lốp máy cày. À. Cái mâm kia nhìn thì có vẻ là rất là cổ của đấy các bạn nhá. Đấy, cái mâm này mình thấy là rất là cổ. Rất là lâu rồi đấy nhỉ. Đấy.
Bữa còn không có. À, đấy, hôm bạn... nào cũng có, chắc là nó chắc là nó ấy thôi. À, thế à. Đang chuẩn bị đợt mơ cơm. Đấy. Từ nha. Chạy. À, các bạn nha, thì hiện tại là đây là bữa cơm của anh chị ở đây. Anh chị có muối một món rau thôi. Cái món rau này là chị vừa làm đây, là gọi là rau bao chị nhỉ. Thì tôi cũng cũng ăn thử cái món rau bao này để cho các bạn biết là món rau bao này có hương vị như nào, mà nó khó ăn hay dễ ăn. Cái món rau bao này các bạn ạ. Tôi ăn vào tôi thấy cảm giác đắng ở cổ, khe khẽ ở cổ. Nó rất khó ăn đấy, không phải là dễ ăn đâu các bạn ạ. Đấy thì hiện tại anh chị bữa cơm anh chị rất khó khăn này. Có một món rau bao nhà thôi các bạn ạ. Đấy, hoàn cảnh anh chị rất khó khăn. Thì hôm nay là bọn em đến với anh chị là một chút tấm lòng ở trong bọn em gửi đến anh chị thôi, chứ không có một cái gì. Chỉ có mong cho hai anh chị luôn luôn là mình phấn đấu trong cuộc sống để cho là cuộc sống mình tốt đẹp, ngày càng một tốt đẹp hơn các anh chị nhá. Chào chị nhá. Vâng vâng nhá. Bọn em xin phép chào anh chị thôi, chào. Đây chúc anh chị luôn luôn tốt hơn. Và cuộc sống càng ngày một càng tốt hơn anh chị nhá. Bây giờ mình đã vừa chào anh chị xong rồi. Bây giờ mình sẽ cùng anh em ở đấy các bạn ạ. Thì hiện tại là tôi cũng đến với nhà anh chị rồi. Thì mình cũng xin phép anh chị mình đi về thôi. Đấy. Nếu mà bạn nào ấy là có cái tấm lòng của mình thì có thể là ủng hộ anh một chút. Mình đi. Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nhá. Thế là thế, em chào cả nhà nhé. Thôi đi.